Xin chào tất cả mọi người, mình là Anna Thanh Tâm và chào mừng các bạn đến với kênh Đoàn Thiên Nhi Thánh Thể Giáo xứ Lạng Sơn. Và đây là chuỗi series kể chuyện 12 phút. À, tại sao lại là 12 ta? Trong Kinh Thánh 12 có mang nhiều ý nghĩa lắm đó nha. Số 12 ám chỉ tới 12 dân tộc Israel nè, 12 tông đồ hay là 12 triều thiên của Đức Mẹ. Và nếu các bạn không có nhiều thời gian thì các bạn có thể đến với chúng mình. Chỉ vỏn vẹn trong 12 phút các bạn có thể có được nhiều kiến thức bổ ích đó nha. Và tập đầu tiên sẽ là Thánh Đa Minh và Kinh Mân Côi. Thánh Đa Minh sinh tại đất nước Tây Ban Nha năm 1170. Thân phụ ngài là một hiệp sĩ đó nha. Còn mẫu thân ngài thì xuất thân từ một gia đình rất là cao quý. Và bà là một người rất là đạo đức và được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 7 tuyên phong là Chân Phước. Bên cạnh Thánh Đa Minh, bà cố còn có một người con cũng là Chân Phước ở dòng Đa Minh luôn đó nha. Thực ra thì đây là một gia đình rất là đạo hạnh, có một vị Thánh và hai Chân Phước. Cuộc đời của Thánh Đa Minh xảy ra rất là nhiều dấu lạ. Khi mà Thánh Đa Minh còn trong bụng mẹ thì bà cố đã mơ thấy một giấc mơ rằng bà sinh ra một chú chó ngậm một bó đuốc đang cháy sáng và mang lửa đi khắp thế gian. Rồi trong ngày thánh nhân rửa tội, mẹ đỡ đầu bỗng dưng trông thấy trên trán của chú bé có một ngôi sao sáng chiếu tỏa xung quanh. Thì lúc đó Thánh Đa Minh được tiên định là một luồng sáng, là một người sẽ soi sáng cho tất cả mọi người ở trong bóng tối. Do đó ngày nay khi mà tạc tượng Thánh Đa Minh, người ta luôn tạc tượng con chó ngập đuốc sáng nằm ở dưới chân của ngài, còn trên trán của ngài thì có một ngôi sao sáng. Thánh Đa Minh được trông mong rất là nhiều vì khi chưa chào đời ngài đã có rất là nhiều phép lạ xảy ra rồi, nhưng mà ngài cũng không làm cho mọi người thất vọng. Cuộc đời của thánh nhân lúc nhỏ rất là bình thường như là mọi người thôi. Đến năm 7 tuổi á thì ngài được gửi đến ở với cậu của mình, và cậu của ngài là một linh mục đang coi xứ. Năm ngài 14 tuổi thì ngài từ giã gia đình và bố mẹ để lên học tại Valencia, là một ngôi trường rất là nổi tiếng tại Tây Ban Nha đó nha. Ngay từ hồi nhỏ thì ngài đã biết dung hòa giữa việc học và đời sống cầu nguyện, cũng như là làm các việc bác ái đạo đức. Và trong cái thời đại của Thánh Đa Minh đi học á, thì sách vở người ta chưa có được in ra đâu, cho nên là sách vở lúc này rất là hiếm luôn. Nhưng mà ngài thường xuyên bán sách của mình để lấy tiền giúp đỡ cho người nghèo. Và cũng có hai lần vì không có tiền để giúp đỡ mọi người, ngài muốn bán cả bản thân của mình để chuộc những người bị bắt làm nô lệ. Đến thời trung học thì Thánh Đa Minh bắt đầu xin đi tu và được truyền chức vào năm 1194, là lúc đó Thánh Đa Minh được 24 tuổi. Sau đó cha Đa Minh đã xin làm kinh sĩ tại nhà thờ chánh tòa Osma. Các bạn có biết kinh sĩ là gì không? Là những người có bổn phận chuyên lo đọc kinh hay cho toàn giáo phận, và nhất là cho các linh mục đang hoạt động. Ngài là một người có lòng trắc ẩn trước những nỗi khổ của người khác, và ngài thường cầu nguyện và khóc thương những người tội lỗi. Thế nên là ngài được rất là nhiều người yêu mến cũng như là kính trọng. Vì vậy á, chỉ sau vỏn vẹn 2 năm, ngài đã được chỉ định làm bề trên của hội kinh sĩ. Và đây là một vinh dự rất là lớn lao đối với một linh mục trẻ lúc bấy giờ. Và đến năm 1203, lúc đó là ngài đã được 33 tuổi, ngài rời Osma đã đi đến một thành phố miền nam nước Pháp. Tại đây ngài đã giảng đạo gần 13 năm. Và trong hành trình tông đồ của mình, ngài thường dừng lại cầu nguyện ở nguyện đường Maria ở Bruy. Công việc của ngài á không hề dễ dàng đâu nha. Lúc đó nước Pháp bị tà thuyết Albigense đe dọa. Thì cái tà thuyết này á, họ có hai thái cực. Họ chủ trương rằng là tốt là do Chúa tạo nên, còn xấu là do Satan chiếm đoạt. Và để loại trừ được Satan, con người cần diệt dục, không được lấy vợ chồng, không được ăn thịt cá luôn, và chỉ có ăn rau cỏ thôi. Và đặc biệt
thiệt á là cái việc tự tử được rất là nhiều lời khen ngợi vì nó chấm dứt vấn đề hiện hữu. Và cái tà thuyết này người ta hoàn toàn bác bỏ những giáo huấn của xã hội mình. Điều quan trọng hơn là họ từ chối cả tín lý về mầu nhiệm một chúa ba ngôi nè, mầu nhiệm thiên chúa nhập thể. Miền Nam nước Pháp lúc bấy giờ, nước Ý và nước Tây Ban Nha bị ảnh hưởng rất là mạnh mẽ bởi nhóm này. Mọi thứ có vẻ không có suôn sẻ khi mà Thánh Đa Minh cầu nguyện và khóc ở nguyệt đường Đức Maria năm 1208. Ngài than thở rất nhiều với Đức Mẹ về việc thiếu kết quả trong việc rao giảng cho những người theo tà thuyết này từ bỏ và quay về đạo Công giáo. Thì đang lúc đó Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nhân. Đức Mẹ nói là: "Đừng có lo, đến nay con đã đạt được một ít kết quả như vậy là nhờ sức lao động của con. Con phải dùng kết quả đó trên vùng đất khô cằn chưa được tưới bằng sương hồng ân. Khi mà Thiên Chúa muốn canh tân toàn bộ mặt đất, Ngài sẽ bắt đầu bằng cách cho mưa tuôn sự chào đón của thiên thần. Và hãy truyền bá chuỗi mân côi gồm 150 câu chào của sứ thần và 15 kinh lạy cha, con sẽ bội thu." Và đáp lại lòng nhiệt thành sùng mến của Thánh Nhân, Đức Maria đã soi sáng cho Ngài một phương pháp cầu nguyện, đó chính là đọc kinh mân côi. Và phương pháp này vừa hiệu lực vừa dễ dàng với mọi lớp người, mọi hoàn cảnh. Và có một khi mà Thánh Nhân cầu nguyện với Đức Mẹ để cầu mong cứu các linh hồn và giáo hội của Chúa lúc bấy giờ, thì bỗng nhiên Thánh Đa Minh thấy Đức Mẹ hiện ra với ba đoàn trinh nữ mang y phục rất là lộng lẫy nha, mặc y phục như là công chúa vậy đó. Mỗi đoàn gồm 50 trinh nữ với các trang phục khác nhau hầu cận bên Đức Mẹ. Và Đức Mẹ phán với cha Đa Minh rằng là: "Hỡi con nên biết, một lần nữa mẹ đã xin ơn cải tử hoàn sinh cho nhân loại. Vậy con hãy chịu khó giảng dạy cho dân chúng biết cầu nguyện và suy ngẫm các mầu nhiệm trong đạo Thánh, bắt đầu từ mầu nhiệm sứ thần Thiên Chúa truyền tin cho mẹ." Nói đến đây, Đức Mẹ lần lượt chỉ vào ba đoàn trinh nữ mặc ba màu áo: trắng, đỏ, vàng. Các bạn có biết đó có ý nghĩa gì không? Đó là ý nghĩa của các mầu nhiệm vui, mầu nhiệm thương và mầu nhiệm mừng, cùng với nhân đức mà Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse đã thực thi khi còn đang sống ở trần gian đó nha. Và nhờ ơn soi sáng này, cha Đa Minh đã linh cảm thấy rằng chắc chắn kinh mân côi sẽ là một cái khí giới thần lực giúp đánh tan lạc giáo Albigense để cứu vãn giáo hội và nhân loại. Nên trong suốt cái thời gian truyền giáo của mình, cha đã miệt mài giảng dạy về kinh mân côi như là lời Đức Mẹ đã dạy. Theo mệnh lệnh của Đức Mẹ, Ngài đã bắt đầu truyền bá chuỗi mân côi đến nhiều nơi. Và Thánh Đa Minh đã đi từ thành phố này tới thành phố khác ở nước Pháp, nước Tây Ban Nha và nước Ý để truyền bá về kinh mân côi. Đi tới đâu Ngài cũng rao giảng chân lý phúc âm, tập trung vào ba mầu nhiệm vui, mầu nhiệm mừng và mầu nhiệm thương, và tôn vinh vinh quang của Đức Chúa Giêsu Kitô. Và cái phương pháp mà đọc kinh mân côi á, rất là có nhiều tác dụng. Hầu như ở các thành phố mà Ngài rao giảng á, thì Ngài đều lập hội mân côi hết. Và Thánh Montfort đã nói rằng là các giáo huấn của Thánh Đa Minh á, tạo rất là nhiều sự nhiệt thành, giúp cho nhiều người hoán cải, và đặc biệt là những người mà có nhiều tội lỗi và những người mà người ta không muốn quay lại đạo nữa thì người ta cũng có lòng hoán cải để quay về với đạo Công giáo. Thánh Montfort nó còn viết rằng là một người đàn ông á bị quỷ nhập thì đã lớn tiếng kêu rằng là cái lời giảng của Thánh Đa Minh đã làm hoảng sợ cả hỏa ngục. Đó, các bạn có thấy ghê chưa? Thánh Đa Minh đã rao giảng kinh mân côi và lo cải hóa bè rối Albigense. Cho đến lúc bè rối này đã tan rã và hội thánh trở về hòa bình, thanh bình như lúc trước. Kinh mân côi đã được phổ biến từ trước đó là rất là lâu rồi, nhưng mà mãi tới thời của cha Thánh Đa Minh thì mới có tiêu chuẩn 15 đề mục, 15 mầu nhiệm trong 3 giai đoạn vui, thương, mừng của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Vì được Đức Mẹ trực tiếp giảng dạy cho Thánh Đa Minh về kinh mân côi, thế nên là kinh mân côi đã được phổ biến mau lẹ trong giáo hội hoàng vũ, và cho tới hiện nay chúng mình vẫn sử dụng kinh mân côi đó. Và cho tới hiện nay, kinh mân côi đã được lưu giữ và truyền lại cho tất cả Kitô hữu. Và tháng này cũng là tháng mân côi, chúng ta hãy cùng noi gương Thánh Đa Minh, xin năng lần hạt mân côi để dâng lên Đức Mẹ nha. Và bây giờ cũng đã hết 12 phút rồi. Hẹn gặp các bạn vào các tập tiếp theo. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Lạng Sơn để đón xem nhiều kiến thức bổ ích hơn nha. Thân chào.